Thành Đô và anh Thơ rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Trước khi đến với nội dung chi tiết, như thường lệ sẽ là phần điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa điểm thi đánh giá năng lực. Hậu Giang chủ động ứng phó triều cường gây ngập lụt diện rộng. Cây xà cừ ngã đè ô tô đang lưu thông trên đường, tài xế thiệt mạng. Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 270% một năm. Phát hiện TT Java quý hiếm ở gian đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngoài phương thức xét tuyển truyền thống là kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là kết quả học bạ trung học phổ thông, thì kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là phương thức xét tuyển được nhiều thí sinh lựa chọn. Và theo thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023, đơn vị này tiếp tục mở rộng địa điểm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với hai đợt thi nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho thí sinh được tham gia kỳ thi này. Năm 2022, với hai đợt thi kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 120.000 lượt thí sinh tham gia, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Hơn 80 trường đại học cao đẳng trong cả nước sử dụng kết quả này để xét tuyển với chỉ tiêu khá lớn. Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức hai đợt, đợt 1 vào cuối tháng 3 năm 2023 và đợt 2 vào cuối tháng 5 năm 2023. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức địa điểm thi tại 17 tỉnh thành phố như năm trước, đồng thời đang xem xét mở rộng thêm điểm thi ở tỉnh Lâm Đồng và một số điểm thi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho thí sinh được tham gia kỳ thi này. Olympic vật lý sinh viên toàn quốc năm 2022 đang diễn ra với sự tham gia của 220 sinh viên và 81 giảng viên đến từ 36 trường đại học học viện trong cả nước. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn vật lý. Lễ khai mạc Olympic vật lý sinh viên toàn quốc năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Vật lý Việt Nam tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10, các thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi gồm trắc nghiệm, giải bài tập và thực nghiệm. Trải qua 24 năm, cuộc thi đã tạo nên một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho sinh viên về môn vật lý, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học môn vật lý tại các trường đại học học viện trong cả nước. Ngoài tìm kiếm phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực vật lý thì cuộc thi cũng giúp các em sinh viên có điều kiện giao lưu, trao đổi, chia sẻ sự đam mê học tập và nghiên cứu của mình với môn học này. Cùng với đó, cuộc thi cũng sẽ có sự tham gia của các thầy cô, các nhà khoa học, nhờ đó sẽ khuyến khích động viên sinh viên tiếp tục lựa chọn và theo đuổi ngành khoa học cơ bản này để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của ngành vật lý và nhiều ngành khoa học, công nghệ và kỹ thuật quan trọng khác của đất nước trong tương lai. Thưa quý vị, bức tranh tổng thể về hiện trạng của chuyển đổi số các lĩnh vực từ văn hóa di sản, bảo tàng, điện ảnh, bản quyền đến thể thao du lịch đã được thảo luận trong hội nghị hội thảo chuyển đổi số trong ngành văn hóa thể thao và du lịch. Với mục tiêu chuyển đổi số từ chủ trương chính sách đến kế hoạch hành động, sự kiện được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội và 63 điểm cầu trên cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định ngành văn hóa thể thao và du lịch sở hữu lợi thế đặc biệt so với các ngành khác về quy mô thị trường, không chỉ phục vụ người dân Việt Nam mà còn có cơ hội phục vụ cho hàng tỷ khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới. Vì vậy, chuyển đổi số là hết sức cần thiết. Thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện 3 dự án cốt lõi trong công tác chuyển đổi số. Đó là hệ thống xây dựng một nền tảng số theo trục dọc, xây dựng hạ tầng lưu giữ hệ thống máy chủ và các dự án tạo đà phát triển, dự án về số hóa các di sản văn hóa và chuyển đổi số trong ngành du lịch. Theo kế hoạch, tất cả các di sản văn hóa sẽ được xây dựng trên bình diện tổng quát đối với bản đồ số về các hệ thống các di tích, danh lam thắng cảnh, điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Đang triển khai các em đề xuất tham mưu với lãnh đạo bộ để triển khai cái dự án chuyển đổi số trong ngành du lịch. Hai quan trọng nhất trong cái dự án này đó là cái trục kết nối liên thông để khai thác dữ liệu kết nối liệu từ các cái địa phương, các cái điểm du lịch lên cơ quan trung ương, và từ đó chúng tôi lại có cái kho dữ liệu dùng chung để chúng ta cùng chia sẻ dùng chung với toàn ngành. Địa phương sẽ tích hợp dữ liệu mà hàng năm cập nhật liên tục để có thể chia sẻ kết nối, vừa phục vụ cho công tác bảo tồn, lưu giữ, phát huy và phát huy giá trị, phục vụ cho phát triển du lịch,
để trở thành định dạng cái hình thành cái bản đồ số di sản trên cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã nhấn nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo và cung cấp số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Hệ thống được triển khai cũng nhằm hỗ trợ các cơ quan, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 63 tỉnh, thành phố thực hiện cập nhật tổng hợp số liệu báo cáo thống kê theo các biểu mẫu của đơn vị trực tiếp trên phần mềm. Theo dự báo của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, trong những ngày cuối tháng 10 này, do ảnh hưởng của triều cường, một số địa phương sẽ xảy ra tình trạng ngập sâu trên diện rộng trong thời gian từ 4 đến 6 ngày. Triều cường, mưa lớn gây ngập cục bộ, sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản, thu hoạch hoa màu, lúa đến thời kỳ thu hoạch, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Liên quan đến vụ việc tàu cá Bình Thuận gặp nạn và bị chìm trên vùng biển Côn Đảo, ông Lê Giang Chơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết là 14 thuyền viên của tàu đã về đến đất liền an toàn. Trước đó, tàu cá BTH-96290TS công suất 310 mã lực do anh Nguyễn Giang Cơ, 31 tuổi, trú tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng, khi đang khai thác trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 64 hải lý về phía đông thì bị chìm. Toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu đã ôm phao nhảy xuống biển và được tàu cá BTH-97443TS cứu vớt an toàn. Kiểm tra thấy tình trạng sức khỏe của 14 lao động đều ổn định, nên tàu cá này đã chia lao động cứu vớt được lên một tàu cá khác, cùng tổ đội khai thác thủy sản trên biển để cả hai tàu cá tiếp tục đánh bắt. Hai tàu cá này cũng thông báo với lực lượng chức năng về vụ việc và dự kiến thời gian sẽ đưa 14 lao động bị nạn vào bờ. Ngay sau khi được vào đất liền, các lao động được lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và chăm sóc ban đầu. Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết ở đơn vị này vừa phát hiện một tàu cá của tỉnh Tiền Giang chở 110.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc. Theo ghi nhận, tàu cá TG-93998TS do ông Trần Văn Pho trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lai dắt về Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi chở hoặc mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc. Cùng ngày, Bộ đội biên phòng đã lấy mẫu dầu trên tàu này đi giám định. Trước đó, tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu 82 hải lý về hướng Đông Nam, tàu tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện tàu cá nói trên cùng 4 người đang vận chuyển dầu đeo. Thuyền trưởng tàu này khai nhận trên tàu có 110.000 lít dầu, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu đeo này. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Cây xà cừ ngã đè ô tô đang lưu thông trên đường, tài xế tử vong. Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 270% một năm. Phát hiện TT Java quý hiếm ở ven đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Nhóm nam sinh phóng xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Do không làm chủ được tốc độ nên một chiếc xe máy ngã trượt dài trên đường, một nam sinh tử vong tại chỗ. Hình ảnh từ camera nhà dân cho thấy khoảng 12 giờ trưa qua, trên tuyến đường thuộc xã Sơn Cẩm, thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, một nhóm nam sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đang di chuyển với tốc độ cao thì một xe máy bị ngã và trượt dài trên đường. Vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong tại chỗ, người đi cùng bị thương nhẹ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, làm rõ vụ tai nạn. Tai nạn bất ngờ đã xảy ra trên đường tỉnh 715 thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Xe ben lưu thông trên đường thì bất ngờ cây xà cừ bên đường đổ xuống đè trúng cabin xe làm cho tài xế tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều qua. Theo thông tin ban đầu, trong lúc tài xế Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1980, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận điều khiển xe ben lưu thông trên tỉnh lộ 715 theo hướng từ núi Tà Zon ra quốc lộ 1 thì cây xà cừ cao hàng chục mét trong khuôn viên một công ty bất ngờ ngã ra đường đè lên. Ghi nhận tại hiện trường, phần thân cây gãy ngã sập tường rào, còn tán và ngọn ngã ra đường đè hết chiếc xe ben
tài xế Hà đã tử vong trong cabin xe. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Tuất, 28 tuổi, trú tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, trú tại phường Bắc Lý, đến công an thành phố Đồng Hới trình báo sự việc bị đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo lừa đảo chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định từ cuối năm 2021, Nguyễn Chí Tuất lập một tài khoản Facebook ảo và đăng thông tin bán đất. Ngày 8 tháng 1 năm 2022, từ thông tin đăng bán thửa đất trên mạng của Tuất, chị Hương liên hệ xin được bán lô đất này để hưởng tiền hoa hồng. Tuất đồng ý cho chị Hương 200 triệu đồng nếu chị bán được đất. Đến ngày 9 tháng 4 năm 2022, có người đồng ý mua lô đất trên với giá 6,9 tỷ đồng. Lúc này chị Hương báo cho Tuất thì đối tượng này đồng ý và bảo chị Hương nhận cọc lô đất 200 triệu đồng rồi chuyển tiền vào tài khoản Tuất chỉ định. Sau khi nhận được tiền, Tuất đã chặn liên lạc với chị Hương và xóa tài khoản mạng xã hội đã dùng để lừa đảo. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự qua trang web với lãi suất lên đến 270% một năm. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng hoạt động tại các huyện Tiên Du, Thuận Thành và Quế Võ. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an bắt giữ đối tượng cầm đầu là Ngô Đức Mạnh, 38 tuổi, trú tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du. Cùng cho vay lãi nặng với Mạnh là em ruột Ngô Đức Cường, 31 tuổi và Phan Khắc Thông, 32 tuổi, trú cùng địa phương. Hai anh em Mạnh và Cường trực tiếp cho vay tiền, còn Thông được thuê quản lý việc cho vay và thu hồi nợ. Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng cho khoảng 700 người vay với số tiền 20 tỷ đồng, lãi suất từ 109 đến 270% một năm, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này đã hợp thức hóa các khoản vay thành giấy thuê xe, mua bán xe. Các đối tượng thường cho vay dưới hình thức là dưới hợp đồng cho thuê xe nhằm đối phó với lực lượng công an và các quy tránh né các quy định khác của pháp luật. Các đối tượng thường quản lý người vay trên hệ thống mạng internet và những phần mềm cài đặt sẵn trên điện thoại cũng như trên máy tính để quản lý người vay, thông tin của người vay và số tiền lãi suất người vay. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh, triệt để nhằm làm tan rã đối với các loại tội phạm này trên địa bàn toàn tỉnh. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 3 xe mô tô các loại, 3 xe ô tô các loại, 240 triệu đồng, một bộ máy tính, 4 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Thưa quý vị, thực tế cho thấy là hệ quả từ việc cho vay nặng lãi không chỉ là lãi suất cắt cổ mà còn là nhiều hệ lụy khác. Do vậy mà mỗi người dân cần phải cảnh giác trước chiêu trò của các đối tượng, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi cho vay lãi nặng. Sau khi phát hiện con TT Java quý hiếm nặng khoảng 4 kg ở gian đường, hai kỹ sư xây dựng đang làm việc ở một công ty ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ cơ quan chức năng để giao lại. Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đưa về cứu hộ một con TT Java do anh Nguyễn Văn Hà, kỹ sư xây dựng tại công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Viettel ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 tự nguyện giao nộp. Anh Hà cho biết anh cùng với đồng nghiệp là anh Bùi Quang Khải đi tập thể dục thì phát hiện một chiếc túi lưới nằm cạnh thùng rác trên đường C3, khu tái định cư 10 hectare gần công ty. Bên trong có con vật có dãy. Tìm hiểu trên mạng và biết được đây là con TT, anh Hà đã liên hệ cơ quan chức năng để giao. Tiếp nhận con TT để đưa về cứu hộ trước khi thả về tự nhiên, lực lượng kiểm lâm xác định đây là TT Java nặng khoảng 4 kg, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Thưa quý vị và các bạn, thường thì mỗi người sẽ có sự yêu thích hoặc là đam mê sưu tầm một cái gì đó như là sưu tầm tem, sưu tầm sách, vân vân. Và tại Thanh Hóa có một thầy giáo vì thấy những đồng tiền cổ quá đẹp mà đã dành thời gian suốt 25 năm qua để tìm kiếm sưu tập. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập tiền cổ đặc sắc này. Anh Phạm Đình Cần, giáo viên trường tiểu học Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Năm 1997, anh được một gia đình người bạn tặng đồng tiền xưa của Việt Nam. Từ đó anh bắt đầu yêu thích và bén duyên với việc sưu tầm tiền xưa. Đến nay đã có 25 năm sưu tầm tiền xưa. Hiện bộ sưu tập của anh có nhiều loại tiền khác nhau với đủ các niên đại. Số lượng tờ tiền đến thời điểm này thì để mà ngồi thống kê cụ thể thì chưa bao giờ ngồi thống kê cả. Ước lượng thì tiền Việt Nam nó vào khoảng độ hơn 100 tờ. Cái giá trị của đồng tiền cổ thì nó có nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là cái niên đại mà người ta in ấn xuất bản ra nó, cái giá trị còn lại, cái độ mới này, rồi những cái hao mòn hoặc là ấy, nó sẽ quyết định cái giá trị của đồng tiền. Những đồng tiền xưa của các nước khác nhau được anh Cần tìm mua từ nhiều nơi, chủ yếu từ tìm hiểu và mua qua các kênh hội nhóm trên mạng xã hội hoặc bạn bè giới thiệu. Bên cạnh đó cũng có những tờ tiền được người quen tặng làm kỷ niệm. Để sắp xếp số tiền xưa trong kho lưu trữ, anh cẩn thận phân loại tiền xu và tiền giấy ra riêng. Trong đó có những đồng tiền xu Việt Nam với niên đại từ vài chục năm đến gần 100 năm. Mình muốn lưu giữ lại những cái hình ảnh trên những cái đồng tiền đó, nó thể hiện những cái nét văn hóa qua từng cái thời kỳ, cho nên là mình vẫn cứ tiếp tục sưu tầm cái đam mê của mình. Ngoài sưu tầm tiền xưa, anh Cần còn có sở thích sưu tầm các giấy tờ tài liệu xưa như công trái, phiếu phát lương, giấy tờ xe. Sau đây là thời lượng dành cho một điểm báo. Thưa quý vị, trên tờ Thanh Niên sáng nay có bài viết nổi bật với nhan đề là đấu giá biển số xe ô tô, nhiều quy định vẫn chưa rõ ràng. Dù thống nhất việc triển khai thí điểm là cần thiết, song nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng còn nhiều vấn đề trong phương án mà chính phủ trình chưa rõ, chưa phù hợp, có thể gây vướng mắc khi triển khai. Và nội dung này sẽ được biên tập viên Tấn Phước thông tin thêm đến quý vị các bạn ngay sau đây. Xin mời anh. Vâng ạ, và góc nhìn của tờ Thanh Niên thì cho rằng đây là dự thảo thí điểm đấu giá biển số ô tô vẫn còn những hạn chế về quyền tài sản của người trúng đấu giá. Trong đó thì có quy định trường hợp nếu người trúng đấu giá chết nhưng mà chưa kịp đăng ký xe để gắn biển số thì biển sẽ được thu hồi và hoàn trả số tiền đấu giá cho người thừa kế. Thảo luận về vấn đề này, các đại biểu Quốc hội đã cho rằng là vẫn còn một số vấn đề chưa rõ ràng, có thể sẽ gây vướng khi mà triển khai. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra về việc để địa phương quyết định mức giá và thu ngân sách sẽ thuộc về địa phương hay trung ương. Dự thảo nghị quyết đã đưa ra đấu giá khởi điểm ở vùng 1 gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng, vùng 2 gồm các địa phương còn lại là 20 triệu đồng. Một quy định đặc biệt quan trọng của dự thảo đó là đề nghị thí điểm đấu giá biển số xe trên phạm vi toàn quốc. Theo đó thì người dân trên cả nước có thể đấu giá biển số xe ở bất cứ tỉnh thành nào, không phân biệt địa phương thường trú. Tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa rõ là Bộ Công an sẽ thay đổi cách quản lý thế nào. Vì vậy, việc người tỉnh này đấu giá biển số xe của tỉnh khác sẽ tiếp tục được cân nhắc. Còn trên lĩnh vực giáo dục thì tờ Thanh Niên cho rằng tất cả trẻ em đều có quyền bình đẳng được đến trường. Nếu cơ sở giáo dục chỉ chọn những trẻ bình thường thì những trẻ có vấn đề về tâm lý sẽ bị tước mất nhiều cơ hội phát triển. Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đã khẳng định là mỗi trẻ em đều có một hoàn cảnh, mỗi tính cách khác nhau, nhà trường nên trao đổi với phụ huynh, tiếp xúc với trẻ, khảo sát, phân lớp cho phù hợp, chứ không được quyền chỉ lựa chọn nhận những em khỏe mạnh, nhanh nhẹn và từ chối trẻ vì bất thường về tâm lý. Còn ở mục kinh tế thì theo phản ánh của tờ Thanh Niên thì hiện nay nhiều chuyến xe đang dần mất tích tại bến xe miền Đông mới. Nguyên nhân là vì bến xe miền Đông mới nằm cách xa trung tâm, kết nối giao thông chưa thuận tiện nên hàng trăm hãng xe đã không thể tiếp tục duy trì hoạt động tại đây. Nhiều hành khách cho biết là trước đây lúc nào cũng có xe, cách gần một tiếng là có một chuyến, bây giờ cả ngày mới có một chuyến và có khi phải đỏ mắt để tìm xe về quê. Và xuất phát từ thực tế vừa nêu thì tình trạng xe dù bến cóc tại lại càng nở rộ, đó là bình luận được tờ Tuổi Trẻ đăng tải ở một vấn đề hôm nay. Theo phản ánh của tờ tác giả thì hiện nay xe dù bến cóc vẫn hoạt động nhộn nhịp trong nội đô,
kể cả khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khu vực đậu xe và đón khách đã trở thành địa điểm quen thuộc của hành khách suốt nhiều năm qua. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã nắm được tình hình và đang rốt ráo dùng nhiều biện pháp chấn chỉnh, trong đó có việc triển khai thực hiện cấm xe khách giường nằm vào khu vực trung tâm. Hiện thành phố có khoảng 107 điểm hoạt động đón trả khách sai quy định, mà một phần nguyên nhân là do bến xe miền Đông mới chưa có những trạm trung chuyển để tăng khả năng phục vụ hành khách. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.